Phật thuyết vậy. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Ok rồi, như vậy là hôm bữa là mình đang học về cái phần Sambayoga, tức là cứ lấy một mỗi tâm sở và coi từ mỗi tâm sở này có thể kết hợp được với bao nhiêu tâm. Mình đã xong được cái 13 cái tâm sở ở tha rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái phần bất thiện. Rồi thì bây giờ là bốn cái thì cái đầu tiên á, là bốn cái bất thiện biến hành đó, bốn cái bất thiện biến hành, tức là si, vô tàm, vô quý và phóng dật đó, bốn cái bất thiện. Mình biết bởi vì nó là bất thiện biến hành cho nên nó sẽ kết hợp với tất cả 12 tâm bất thiện, nó sẽ kết hợp với tất cả 12 tâm bất thiện, tức là mỗi cái nó đều kết hợp với tất cả 12 tâm bất thiện. Thì cái đó là đơn giản rồi. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp theo. Cái tiếp theo là về cái sân phần. Thì ba cái sân phần, cái thứ nhất là tham. Tâm sở tham nó thì mình biết tâm sở tham, bởi vì nó là tham cho nên nó sẽ kết hợp với 8 tâm tham. Nó có thể kết hợp với 8 tâm tham. Rồi cái tiếp theo ấy là tâm sở tà kiến. Tà kiến ấy, thì bởi vì nó là tà kiến cho nên nó chỉ kết hợp với 4 tâm tham hợp tà mà thôi. Thì chỉ 4 tâm tham hợp tà mà thôi. Rồi tâm sở tiếp theo là tâm sở ngã mạn. Sở ngã mạn á thì nó sẽ kết hợp với 4 tâm tham ly tà. Nó có thể kết hợp với 4 tâm tham ly tà. Rồi. Như vậy là xong được cái ba cái sân tham phần. Bây giờ mình qua cái bốn cái tâm sở sân phần. Mình biết bốn cái tâm sở sân phần là bốn bốn sân phần, tức là sân tật lận hối đó, sân tật lận hối. Thì mình biết bốn cái này á là bởi vì nó nằm trong cái xóm nhân sân phần, tức là mình lấy từng cái một ra thì mình biết là mỗi cái nó sẽ kết hợp được với hai tâm sân. Mỗi cái nó kết hợp được hai tâm sân. Rồi như vậy là bốn cái này thì nhanh lẹ thôi, bốn cái sân phần. Tiếp theo sau bốn cái sân phần đó thì nó sẽ là hai cái gọi là hôn phần đó, tức là hôn trầm và tụy miên. Hai hôn phần thì như mình biết hai hôn phần thì nó sẽ kết hợp với được với năm tâm gọi là hữu trợ, năm tâm bất thiện hữu trợ. Năm tâm bất thiện hữu trợ đó là bốn tâm tham hữu trợ và một tâm tâm sân hữu trợ. À, như vậy là hai cái hôn phần để nó kết hợp được với năm tâm bất thiện hữu trợ. Rồi còn cái cuối cùng nữa là tâm sở hoài nghi. Tâm sở hoài nghi thì như mình biết là nó là hoài nghi cho nên nó chỉ kết hợp được với tâm tâm si hoài nghi mà thôi. Rồi như vậy là những cái tâm sở bất thiện. Dạ mọi người có hỏi gì không ạ? Ok, nếu không thì mình bắt đầu mình đi qua cái bắt đầu những cái tâm sở tịnh hảo. Và tâm sở tịnh hảo thì đây, những tâm sở tịnh hảo là đây 25 cái tâm sở tịnh hảo như này.
Thì trước hết như mình biết là trong 25 tâm sở tịnh hảo thì có 19 cái tâm sở tịnh hảo là biến hành, biến hành tịnh hảo biến hành, 19 cái tịnh hảo biến hành. Bởi vì nó có tên là biến hành thì như mình biết rồi, có nghĩa là cứ mỗi trong số này nó đều kết hợp được với tất cả những tâm tịnh hảo. Thì tính tâm tịnh hảo là những tâm nào, như những tâm tịnh hảo trước mình học rồi đó, là mình chia ra những tâm tịnh hảo. Thì là ở trên này là bất thiện này, rồi đến là những tâm vô nhân này, rồi còn những tâm còn lại đều được gọi là tịnh hảo. Thì nếu như mà mình tính là có 8 tâm siêu thế thì sẽ có 59 tâm tịnh hảo. Nếu như mình tính là có 8 bao gồm 8 siêu thế. Còn nếu như mà mình mà tính là 40 siêu thế thì dĩ nhiên nó sẽ là 91 tâm tịnh hảo. Nếu như mình tính là 40 siêu thế, tức là 20 đạo và 20 quả đó. Nếu mình tính rộng á thì nó sẽ là 91 tâm tịnh hảo, còn nếu mình tính hẹp có thể nó sẽ là 59 tâm tịnh hảo. Thì cứ một mỗi trong 19 cái tịnh hảo, một trong 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành này nó đều có thể kết hợp được với 59 hoặc là 91. Rồi ok, như vậy là xong được 19 cái tịnh hảo biến hành. Rồi cái nhóm tiếp theo mình biết là cái nhóm là ba cái giới phần. Cái giới phần tức là chánh chánh ngữ đó, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ba cái này thì nhất là nó chỉ kết hợp được với là 8 cái đại thiện và những cái tâm siêu thế mà thôi. 8 cái đại thiện thì nó sẽ kết hợp được với 8 cái đại thiện và tất cả những tâm siêu thế là 8, tức là mình có thể nói là 16. 16 này là bao gồm 8 đại thiện cộng với 8 siêu thế. Cái này là nếu mình tính hẹp. Còn nếu như mình tính rộng á, thì nó sẽ là 48 tâm tất cả. 48 tâm này á, là bao gồm 8 đại thiện và 40 siêu thế. Em biết vậy. Tức là trong mình có bóc mỗi cái giới phần ra đó, thì mỗi cái tâm sở trong cái nhóm giới phần này nó sẽ kết hợp được 18 tâm hoặc là 48 tâm. Đó là 3 giới phần. Rồi ví dụ qua cái hai cái vô lượng phần, tức là bi và hỷ đó. Bi và hỷ, hai cái vô. Dạ thưa thầy, thầy đưa cái giấy cao lên, tụi con không có thấy. Rồi. Dạ cảm ơn thầy. Yeah. Ok rồi, bây giờ hai cái vô lượng phần. Thì như là bi và hỷ đó. Thì bi và hỷ thì trong số này á, thì như mình biết là thì bi và hỷ thì nó sẽ kết hợp được với là 8 cái đại thiện và 8 cái đại duy tác, và nó sẽ kết hợp với 12 cái tâm sắc giới thấp này nè. 12 cái tâm sắc giới là 3 cái sơ thiền, 3 nhị thiền, 3 tam thiền và 3 cái tứ thiền. Vì nên nó sẽ kết hợp được với tất cả là 28. 28 này là bao gồm có 8 đại thiện, 8 đại duy tác, và cộng thêm với mình nói là 12 cái tâm sắc giới hấp. Bởi vì mình biết là có tất cả 15 tâm sắc giới đó, thì 3 cái mình loại bỏ 3 cái ngũ thiền ra thì nó còn lại 12 tâm. Đó là cứ mỗi trong cái bốc một trong hai cái vô lượng phần là bi hoặc hỷ đó, thì một trong hai cái đó đều có thể kết hợp được cái 28 tâm này. Rồi. Và cái cuối cùng là trí tuệ. Cái trí tuệ này thì nó chỉ kết hợp với những tâm hợp trí mà thôi, những cái tâm hợp trí
Thì nếu như mình tính mà mình tính tính hẹp đó, thì nó sẽ là 47. 47 ở đây tức là 12 tâm đây này này. Đây hợp trí là 12 tâm tức là 6 này. 6 cái thọ hỷ này, cái 6 cái thọ xả này, tức là mình nói là 12 tâm đại thiện hợp trí. Oh sorry, 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, tức là nó sẽ là bốn đại thiện, bốn đại quả và bốn đại duy tác, là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Rồi sau đó nó sẽ kết hợp với tất cả những tâm thiền. Để biết tâm thiền thì nó có bao gồm là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc. Thì gọi chung hai cái này gọi chung lại là 27 tâm đạo đại. Okay. Rồi nó sẽ cộng với 8 cái 8 cái siêu thế. Thì cái này là nếu mình tính hẹp đó là 47. Còn nếu như mình tính rộng á thì nó sẽ là 79. 79 này thì cũng là 12 này cộng với 27 và những người cộng với 40 thì nó sẽ là 79. Đó, trong tâm sở trí tuệ thì nó có thể kết hợp được 47 hoặc là 79 này như vậy. Yeah, thì đó là toàn bộ cái những tất cả những tâm sở, thì đó là cứ mỗi tâm sở thì mình biết là có nó có thể kết hợp được bao nhiêu tâm thì mình dựa như vậy. Thì như hôm bữa vừa rồi đó là không có chỉ cho mọi người cái bảng này là đó, cái bảng nêu này. Thì mọi người cứ dựa vào cái bảng nêu này, thì trong cái bảng nêu này nó sẽ tóm tắt lại tất cả những gì mình học rồi. Thì như mình thấy nè, kéo dài xuống dưới này, cái từ trên là cái mỗi tâm sở nó sẽ kết hợp với bao nhiêu tâm, và dưới này nó có cho những con số. Chẳng hạn như mình nói trí tuệ đó, là nó sẽ tâm sở trí tuệ nó sẽ kết hợp với 47 tâm hoặc là 47-49 tâm. Thì cái này là có đánh dấu, mình nhìn như này mình biết là những tâm nào. Cái bảng này để tóm tắt lại những cái đó cho mình nhớ. Dạ, rồi, như vậy mọi người có hỏi gì không ạ? Dạ, thưa không. Thì bây giờ nếu như không thì đó là như vậy là xong. Mình đã xong được cái phần về tâm sở. Tức là mình đã xong được hai chương rồi đó. Tức là chương về tâm và tâm sở là mình đã xong được hai chương đó rồi. Bây giờ là mình sẽ đi qua cái... mình sẽ đi qua cái phần chương tiếp theo là chương thứ ba. Chương thứ ba nó gọi là cái chương nó gọi là fucking nó cả, tức là cái chương gọi là cái chương linh tinh. Cái chương này nó thật sự nó cũng không có gì mới, mà nhưng nó rất là cần để cho mình học cái chương này là mình sẽ hiểu sâu hơn về tâm và tâm sở. Nên bây giờ mình sẽ đi qua cái chương này rồi. Thì cái chương này là chương thứ ba, đây là chương thứ ba, nó gọi là phá kiền là linh tinh. Okay. Rồi bây giờ trong cái chương này nó sẽ phân tích tâm và tâm sở theo 6 khía cạnh khác nhau. Okay. 6 khía cạnh đó là thứ nhất đó là theo thọ, thứ hai á là theo thứ hai là theo nhân ở đây tức là gốc đó. Thứ ba đó là theo sự ở đây tức là nhiệm vụ. Thứ tư là theo môn là cửa. Thứ năm là theo cảnh hay là đối tượng. Thứ sáu là theo vật ở đây tức là cái nơi nương. Okay. Rồi như đó là cái chương này nó sẽ phân tích tâm và tâm sở theo 6 cái khía cạnh này. Thì bây giờ mình đi qua cái khía cạnh thứ nhất là theo thọ. Okay, bây giờ theo thọ nhất, như mình biết rồi, thọ là cái sự trải nghiệm cảnh.
Thì bây giờ mình phân tích tất cả những cái tâm, 89 tâm, 121 tâm đó và những cái tâm sở kết hợp với nó theo theo cái thọ này. Điều trước cũng có nói một lần là thọ này á, thì có thể được chia cho làm nhiều loại. Thế trong kinh á, đôi lúc á, là thứ nhất á, là nói là ok, rồi thọ này là nó có thể là chia được là chia làm một, có thể chia làm một, làm hai, làm ba, làm năm, làm sáu và vân vân rất là nhiều. Ok, bây giờ nói về thọ mà chia làm sáu thì như mình viết mà trong trong lý duyên khởi á, thì như mình viết là học là xúc duyên cho thọ, thì cái thọ mà chia theo sáu á là do là Đức Phật này chia theo là bởi vì có sáu loại xúc, mình biết là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, tức là có sáu loại xúc đó. Khi mà cái cảnh tiếp xúc với cái cảnh mà nó gặp cái tâm, tâm nó gặp cảnh, thì được rồi, tâm gặp cảnh gặp vật, khi mà ba cái đó gặp nhau á thì cái xúc nó sẽ sanh lên. Thì cái xúc đó sẽ được đặt tên tùy theo là ví dụ như là nó sanh lên tại con mắt á, thì sẽ gọi là nhãn xúc, rồi sanh lại tên là lỗ tai, đó là nhĩ xúc, rồi vân vân, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, nó có sáu loại xúc như vậy. Thì theo như trong lý duyên khởi thì Đức Phật nói là xúc duyên cho thọ đó, thì từ đó cho nên vì xúc đó cho nên mới có thọ, tức là thọ sanh lên do bởi xúc tại do bởi nhãn xúc, rồi thọ sanh lên do bởi nhĩ xúc và vân vân, cho nên nó sáu loại, nó có sáu loại thọ là như vậy. Thì cái thọ mà chia theo sáu là chia theo cách như vậy. Trong trường hợp này mình không có phân tích theo kiểu đó, bởi vì phân tích thì có cũng được, nhưng ở đây á, là cái chương này là không phân tích theo kiểu sáu thọ, mà là phân tích theo cái thọ như mình đã từng học, tức là thọ là năm đó, là bao gồm có thọ thọ hỷ, thọ lạc, thọ thọ ưu, thọ khổ và thọ xả đó. Okay. Nó, bây giờ như mình biết, ví dụ như mình nói nọ thọ là năm, năm thọ thì nó có bao gồm là hỷ, lạc, ừ, khổ và xã, là năm loại thọ như mình học rồi. Đây là thọ năm. Bây giờ nếu như mà thọ mà được chia ra làm ba thì nó sẽ bao gồm là lạc, khổ và xã, và không dùng từ xã mà gọi là phi khổ, phi lạc. Thì cái từ này là á mà tức là phi khổ phi lạc. Như mình biết cái chữ hỷ này á, là nó là somanassa, rồi cái lạc này nó là sukha, cái ưu nó là domanassa, cái khổ thì nó là dukkha, cái xã này thì đó là upika. Ok, rồi nhớ mình có nói một lần đó, nếu như mình cái thọ lạc ở trong cái ba thọ này này, thọ lạc ở trong ba thọ này thì nó sẽ là bao gồm cả hỷ và lạc ở trong năm thọ, nó tương đương với nhau. Rồi cái khổ, cái khổ mà ở trong ba thọ này á, thì nó sẽ là giống với, nó sẽ bằng với cái khổ và cái ưu và cái khổ ở trong năm thọ. Rồi cái xả này nó sẽ là phi khổ phi lạc. Nếu như mà hai thọ thì nó chỉ gồm có lạc và khổ mà thôi. Lạc và khổ thì cái lạc này á, lạc này trong này nó không có cái gì mà chơi đậm lên đi, cái lạc này ok, đó cái lạc này thì nó sẽ tương đương với cái lạc và cái phi khổ phi lạc ở trong bao thọ. Tức là cái lạc mà trong hai thọ thì nó sẽ bằng với cái lạc cộng với cái phi khổ phi lạc ở trong ba thọ. Còn cái khổ này như nó là cái khổ này rồi.
Bởi vì thường thường cái thọ mà cái thọ phi khổ phi lạc này nó cũng rất là vi tế, cho nên Đức Phật đôi lúc ngài cũng tính nó vào là cái thọ lạc luôn. Thì nếu như mà ngài giảng về là thọ có hai là lạc và khổ, thì cái lạc ở trong hai loại này nó sẽ bao gồm luôn cả cái lạc và cái phi khổ phi lạc ở trong ba thọ. Tức có nghĩa là nó sẽ bao gồm hỷ, lạc và xả ở trong cái năm thọ. Thì như vậy. Đó, nó là như vậy. Rồi, còn còn nếu như mà thọ là một á, thì nó là khổ. Thì tất cả mọi thọ là khổ. Bởi vì tại sao? Bởi vì mà tính theo như là tứ đế để mình biết là tất cả các pháp đều là khổ. Ở đây có một cái điểm để mình biết, như trong mà khi mình học về tứ diệu đế sau này mình học á, thì dĩ nhiên khi mà những cái tâm mà siêu thế á, thì sẽ không được tính vào trong 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 cái khổ đế. Nhưng mà cái đó là do cái cách tính của các vị. Còn mà nếu thật sự có chỗ khác, thì nếu mà nói theo, mình vẫn là nói theo nguyên tắc á, thì đúng ra nó cũng phải là khổ luôn. Bởi vì như mình biết khổ nó có ba loại khổ đó, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Cái khổ mà khổ khổ tức là cái gì, cái khổ thường chẳng hạn như là đau nhức, bị những cái khổ mà gọi là ư, hoặc là khổ này, cái đó thì người ta định nghĩa là khổ khổ. Còn cái hoại khổ tức là bởi vì nó sẽ là do nó thay đổi, nó biến hoại đi, thì cái đó cũng là một dạng khổ. Cái khổ thứ ba tức là cái hành khổ. Cái hành khổ là bởi vì nó là pháp hành, nó sanh lên do nhân, do duyên nó mới sanh lên, thì chính vì như vậy nó cũng được gọi là khổ. Thì cái mà những tâm siêu thế nó cũng là khổ ở cái khía cạnh đó, bởi vì những cái tâm siêu thế đó nó vẫn là do nhân, do duyên nó mới sanh lên, cho nên nó vẫn là khổ. Thì cho nên khi mình nói là một thọ là khổ, này là cái thọ ở trong tất cả 121 tâm hoặc là 89 tâm nó đều là khổ, là mình tính theo cái loại khổ đó, tức là nó là hành khổ, bởi vì nó là danh, nó sanh lên do nhân, do duyên. Thì cho nên nếu mình tính một loại thì nó sẽ là khổ, là tất cả đều là khổ, là như vậy, nó có một loại là như vậy. Rồi thì đó là cái cách chia theo thọ. Thì bây giờ á, là mình sẽ đi sâu vào á, là mình sẽ coi là cứ có bao nhiêu tâm, là cứ cứ mỗi loại thọ là sẽ có bao nhiêu tâm. Thì ok, bây giờ qua cái tiếp theo là bây giờ mình nói về thọ khổ. Bây giờ mình tính theo theo năm loại thọ trước. Năm loại thọ trước thì bây giờ thọ khổ trước thì thọ khổ. Thọ khổ này như mình biết á, nó chỉ kết hợp với một tâm thân thức thọ khổ mà thôi. Tức là cái tâm này. Chỉ có cái tâm này nó mới là thọ khổ mà thôi. Cho nên đối với thọ khổ thì nó chỉ là một tâm thân thức thọ khổ. Rồi thứ hai là thọ ưu. Thọ ưu thì như mình biết là nó chỉ kết hợp với hai tâm sân mà thôi. Thọ ưu chỉ kết hợp với hai tâm sân. Đấy, hai tâm này, hai thọ ưu. Rồi cái thứ ba là thọ lạc. Thọ lạc thì mình biết nó chỉ kết hợp với một tâm thân thức thọ thọ lạc. Tâm thân thức thọ lạc tức là cái tâm này. Tiếp theo là thọ hỷ. Thọ hỷ thì nó sẽ kết hợp với 62 tâm. 62 tâm thì như bây giờ mình liệt kê ra nó rất là dài. Thì như dựa vào cái bảng nêu này thì mọi người mình cứ thấy những cái tâm là màu đỏ này, là những cái tâm thọ hỷ. Mình cộng những cái tâm này lại hết, nó sẽ ra là 60, 62 tâm. 62 tâm. Và cái phần còn lại là thọ xả. Thọ xả này nó sẽ là 52, 50, 55 tâm. Tức là những cái tâm mà nó có màu xanh này, là những cái tâm đó là những tâm thọ xả. Thì đó là nếu như mà tính theo năm thọ thì như vậy đó. Nếu năm thọ thì cái từng mỗi thọ là nó kết hợp với bao nhiêu tâm là như vậy. Chị mọi người có hỏi gì không ạ? Bây giờ nếu không thì mình sẽ đi qua tiếp, là ví dụ ba thọ. Ba thọ thì bây giờ nó chỉ là cộng những cái trên nhà trên thôi. Vì như mình biết ba thọ thì cái thứ nhất là thọ khổ. Mình viết trong ba thọ là cái thọ khổ, và trong ba thọ thì nó sẽ bằng luôn cả cái thọ khổ và cái thọ ưu trong năm thọ. Cho nên ở đây nó sẽ là ba tâm.
mình cứ cộng một với hai vào, hai cái này là tất cả là ba tâm. Còn thọ lạc, thọ lạc thì nó sẽ bằng là thọ lạc cộng với thọ hỷ ở trong năm thọ, cho nên nó sẽ là 63 tâm. Rồi thọ phi khổ, phi lạc thì nó cũng giống như thọ thọ xả, tức là 55 tâm. Rồi cũng như mình đi theo cái tiếp theo thì mình chỉ thiếu như hai thọ. X là hai thọ, hai thọ thì thứ nhất là thọ thọ khổ. Thọ khổ thì nó cũng giống như vậy, nó cũng chỉ là có ba tâm mà thôi. Còn thọ thọ lạc thì trong trường hợp thọ lạc thì nó sẽ bao gồm luôn cả thọ lạc và thọ phi khổ phi lạc. Như vậy mình cộng hai cái đó lại thì nó sẽ là 118 tâm. Okay. Còn nếu như mà mình tính nó là một thọ, dĩ nhiên nó sẽ là thọ khổ đó. Thì nó sẽ là tất cả là 121 tâm. Nếu như mình tính thọ là một, dạ, nó là như vậy. Ok, dạ, như vậy thì đó, cái phân tích theo thọ thì nó đơn giản như vậy thôi, không có khó. Dạ, mọi người có hỏi gì không ạ? Dạ, thưa không ạ. Dạ, như vậy thì bây giờ mình đi qua cái phần thứ hai là theo theo nhân. Theo nhân thì như mình biết là nhân á, nó gồm có là có thể ban đầu có thể mình nói là theo sáu, có sáu. Ok, nhân bây giờ là có sáu, có ba bất thiện, ba nhân bất thiện. Nhân ở đây ý nó nói là cái gốc rễ đó nghe. Cái từ nhân ở đây nó là hê tu, tức là cái gốc rễ của nó đó. Thì nó có ba bất thiện là tham, sân, si và ba cái tình hảo, tức là vô tham, vô sân và vô si. Những cái này chẳng qua nó là những tâm sở nghe, bởi vì tham tức là cái nhân tham đó là tâm sở tham là cái này, sân là cái tâm sở sân đó là cái này, si là tâm sở si đó là cái này. Vô tham thì mình biết là đây, vô tham là nằm cái này, vô sân nó là cái này, và vô si nó chẳng gọi là trí tuệ, nó là cái này. Tức là sáu cái tâm sở đó, sáu cái tâm sở đó là sáu cái nhân này, có sáu là như vậy. Ở đây mình nhắc là hôm trước có nói một lần rồi là mình tin nhớ là ba cái vô tham, vô sân, vô si này là những cái tâm sở đối nghịch với ba cái tâm sở sam sân si, chứ không phải là vắng mặt, không phải là sự vắng mặt của ba cái này nghe. Mình phải nhớ như vậy, mình học nhưng mà mình nhớ, mình hiểu như vậy. Nó là những cái pháp chân đế thật sự, chứ nó không phải chỉ là sự vắng mặt của tham hoặc là sân hoặc si. Đó là sáu. Nhưng mà đôi lúc đó, trong sự phân chia trong kinh, mình có thể tìm thấy là nó có chín. Nó có chín này bởi vì chẳng qua là ở đây chia trẻ một chút xíu thôi, tức là nó cũng có ba bất thiện, rồi nó là ba thiện, tức là vô tham, vô sân, vô si, và có thêm bái này là ba cái vô ký. Ba cái vô ký này chẳng qua nó cũng chính là vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà bởi vì nó được kết hợp trong những tâm không phải là tâm thiện, mà là tâm gọi là tâm vô ký, tức là những tâm quả và những tâm duy tác đó. Thì những cái nhân mà kết hợp trong những cái tâm đó thì có nhiều lúc các vị chia ra, các vị gọi nó là vô ký, thì nó là chín nhân là như vậy. Nhưng mà thật sự là ba cái này với ba cái này nó là giống nhau, nếu tính theo duy tác nó giống y nhau, nó không có khác. Thì đôi lúc nhiều vị muốn phân biệt như vậy thì nói ra như vậy để cho mình hiểu. Khi mà nói ba cái vô ký thì mình hiểu là ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si thì nó kết hợp với những tâm quả và những tâm duy tác, chứ không phải là những tâm thiện. Đó, hiểu là như vậy. Rồi,
Ok, bây giờ bắt đầu mình mới đi qua mình phân tích là mình xem từng cái nhân nó kết hợp với bao nhiêu tâm. Rồi cái thứ nhất là bây giờ nhân tham. Nhân tham thì mình biết nhân tham á, thì nó là tâm sở tham, thì nó sẽ kết hợp với cái tám tâm tham. Tham nó sẽ kết hợp với tám tâm tham. Sân nó sẽ kết hợp với hai tâm sân. Si thì mình biết si nó là một trong bốn cái bất thiện biến hành, cho nên nó sẽ kết hợp được với tất cả 12 tâm bất thiện. Nhớ si là nó kết hợp luôn tất cả 12 tâm bất thiện. Thì đó là tham sân và si. Bây giờ nếu như bây giờ mình tính theo là nhân mà có 6, thì bây giờ mình nói là cái vô tham thuộc về một trong ba cái tịnh hảo đó, thì vô tham thì cái nhân vô tham đó là nó sẽ kết hợp với trong này nói là 59 tâm. 59 tâm này là bao gồm như thế nào? Nó là 24 cái dục giới tịnh hảo. 24 cái dục giới tịnh hảo. Rồi 27 cái đau đại. Đau đại là tức là nó gồm ra 15 cái sắc giới và 12 cái vô sắc đó, thì tính chung là đáo đại. Rồi nó cộng thêm với 8 cái siêu thế. Thì đó là 59. 59 tâm này là 59 tâm trong số 89 tâm. Thì cái này là tính hẹp thì nên tính rộng ra, thì chỉ thay đổi con số này là 40, 8 là 40, mình sẽ ra con số khác. Thì đó là vô tham. Vô sân thì nó cũng giống y như vậy, tức là nó cũng kết hợp được với 59, giống y như vậy, giống như trên. Rồi vô si, vô si thì bởi vì vô si là trí tuệ đó, vô si trí tuệ thì nó chỉ kết hợp với những tâm hợp trí mà thôi, thì nó sẽ kết hợp với 47 tâm. 47 tâm này tức là trong đó có bốn cái như mình biết là 12 tâm giới tịnh hảo hợp trí. Nè. Rồi trong đó thì dĩ nhiên là 27 đáo đại này, cộng với 8 siêu thế này, thì đó nó sẽ ra được là 47 tâm. 47 tâm này là cái nhân nhân vô si, nó sẽ kết hợp được 47 tâm là như vậy. Ở đây mình ở đây là mình đang nói tới cái vụ là của ba tịnh hảo này. Vô tham của ba tịnh hảo, cái này là vô sân của ba tịnh hảo, và vô si này là cũng của ba tịnh hảo. Rồi bây giờ nếu như mình muốn chia sẻ được một chút xíu này, bây giờ mình nói là vô tham là của thiện, của ba thiện. Sao vô tham mà của ba thiện á, thì nó chỉ kết hợp được với 21 tâm mà thôi, tức là 8 cái đại thiện. Bây giờ bởi vì nó thiện mà, nó chỉ kết hợp với thiện mà thôi, 8 cái đại thiện, rồi nó cộng với 9 cái thiện đáo đại. 9 cái thiện đáo đại tức là 5 cái thiện sắc giới và 4 cái thiện vô sắc đó. Rồi nó cộng thêm với 4 tâm tâm đạo. Cho nên nó chỉ là 21 là như vậy. Okay. Rồi tương tự như vậy, vô sân mà của ba thiện thì nó cũng là 21 giống như trên. 21 nó giống như trên. Còn đối với cái vô si của ba thiện thì nó chỉ còn lại có 17 mà thôi. 17 này bởi vì nó sẽ là bốn tâm đại thiện hợp trí, và dĩ nhiên là chín thiện đạo đại và bốn cái tâm đạo. Cho nên là 17.
Bây giờ từ sau đó thì bắt đầu mới qua cái vô tham của ba đà vô ký. Thì bây giờ mình muốn thì mình lấy bình trừ ra cũng được, mình lấy 59 bên kia mình trừ cho 21 thì nó sẽ loại ra con số thôi. Tức là cái này là vô tham mà chỉ kết hợp trong những tâm quả và những tâm vi tác. Cho nên như mình thấy đó sẽ là 59 ở trên đó, 59 là con số ở trên này nè, đó, con số này là bao gồm luôn cả thiện quả và vi tác này. Mình chỉ mình lấy 59 đó mình trừ cho cái 21 ở dưới này nè. Thì nó sẽ ra được là 38 như vậy. Okay. Rồi tương tự như vậy vô sân mà của ba vô ký thì nó cũng là 38. Okay. Rồi vô si mà của ba vô ký thì nó sẽ là 47 mà trừ cho 17. 47 oxy của ba tình hảo. Rồi đúng rồi, 47 trừ ta. 47 trừ cho 17 thì nó sẽ là 17. Sẽ là 30. Ok. Yeah, thì nó là như vậy. Rồi. Dạ, bây giờ đó là cái là mình phân tích theo từng cái nhân, một mỗi cái nhân nó kết hợp với bao nhiêu tâm. Bây giờ mình mới xem cái trường hợp tiếp theo là mình sẽ xem là bao nhiêu tâm có một nhân, không có nhân, hai nhân hoặc là ba nhân. Bây giờ không có nhân nào hết á. Thì như mình biết nó sẽ có là 18 tâm, và vì 18 tâm vô nhân đó, 18 tâm vô nhân là không kết hợp với một nhân nào hết. 18 tâm vô nhân là không kết hợp với một tâm nào hết. À, không kết hợp với một nhân nào hết. Và đối với một nhân á, thì có bao nhiêu tâm? Một nhân á, thì nó sẽ có hai tâm mà thôi, tức là hai tâm si. Mình biết trong tâm si á, mỗi tâm si nó chỉ kết hợp với chỉ có một nhân si mà thôi. Thì cho nên khi mà nói mà những tâm mà có một nhân thì có hai tâm si. Là si mà si hợp hoài nghi với si hợp phóng dật đó. Tức là hai tâm đó nó chỉ có một nhân mà thôi. Còn đối với trường hợp hai nhân thì nó sẽ có tất cả là 22 tâm. 22 tâm này là nó bao gồm với 8 tâm tham. 2 tham. 2 tâm sân. Và 12 tâm dục giới, tịnh hảo, ly trí. Bởi vì mình biết trong 8 tâm tham này á, thì có nhân là nhân tham và nhân si, cho nên đó là hai nhân. Hai tâm sân á, thì có nó hai nhân là tâm nhân sân và nhân si. Còn 12 cái dục giới tịnh hảo ly trí này á, thì nó có hai nhân, đó là vô sân và vô tham và vô sân. Cho nên gặp chung lại là có 22 tâm là chỉ có hai nhân mà thôi. Thì trong trường hợp ba nhân á, thì nó sẽ có tất cả là 47 tâm. 47 tâm này tức là 12 tâm dục giới, tịnh hảo, thật trí. Rồi 27 tâm đau đại. Và 8 siêu thế. Đó là 47 tâm này là có luôn đủ cả ba nhân, tức là vô tham, vô sân và vô si. Okay. Yeah, thì đó là phân tích theo thiên nhân. Yeah, mọi người có hỏi gì không ạ? Yeah, bây giờ không, là hai cái phần này hai phần dễ. Cái phần phân tích theo thọ với theo nhân là dễ. Bây giờ bắt đầu mình đi qua những cái phần tương đối phức tạp một xíu. Bây giờ cái phần tiếp theo là phần thứ ba, là bây giờ mình đi theo phân tích theo sự ở đây tức là nhiệm vụ đó. Nghe tiếng Pali nó gọi là kitcha, nghe là theo sự đó, tức là chức năng hay nhiệm vụ của nó, năng nhiệm vụ. Thế rồi bây giờ này
Trước hết, dĩ nhiên sau cái chương thứ ba này mình sẽ chức chương thứ tư. Cái chương thứ tư là những lộ trình tâm thì mình nói rõ, nhưng mà vì cái phần mà khi mà nói về chức năng này nó liên quan tới cái lộ trình tâm thì đây có hai cái ba cái lộ tâm mà mình cần phải biết để mà trước khi mình nói về những cái chức năng, cái nhiệm vụ này. Trước hết về cái lộ vũ môn, cái lộ vũ môn nó sẽ xuất hiện như thế nào thì OK, đây là cái lộ ngũ môn. Cái lộ ngũ môn này là một trong những lộ ngũ môn, chứ không phải là tất cả đều như vậy. Ngay cái lộ này, những cái lộ này sẽ mình học là cái lộ cảnh rất lớn. OK, đây là hữu phần này, hữu phần vừa qua này, hữu phần rúng động này, hữu phần dứt dòng. Cái này là hai cái chữ này nó giống nhau. Để cái này thành chữ. OK, rồi cái này là hữu phần dứt dòng, rồi đấy nó là hướng ngũ môn này, cái này là ngũ xâm thức nè, rồi đấy tiếp thâu, quan sát, đoán định hay là phán đoán, rồi là có bảy động lực, rồi tiếp theo sẽ là hai cái na cảnh, rồi nó sẽ là hữu phần trở lại. Thì đây là cái lộ ngũ môn. Thì từ từ mình sẽ học kỹ về sau, nó là biết chữ trước, để bởi vì mình sẽ nói về những cái chức năng của nó mà. Rồi tiếp theo là cái lộ ý môn. Lộ ý môn thì nó bao gồm nó như thế này. Rồi nó là lộ ý môn. Lộ ý môn là hữu phần, tâm hữu phần, rồi đến rúng động, dứt dòng, rồi hướng ý môn. Rồi nó sẽ có 7 cái động lực, rồi nó sẽ có 2 cái na cảnh, rồi nó sẽ là tâm hữu phần trở lại. Rồi cái lộ thứ ba là cái lộ cận tử. Cái lộ cận tử thì nó sẽ là như thế này. Rồi, OK. Cái lộ cận tử thì nó là như vậy, là hữu phần rồi vừa qua rung động dứt dòng, rồi hướng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu quan sát, đoán định, rồi nó là 5 cái động lực, rồi đến cái tâm là tâm tử, rồi sau đó sẽ là cái này là kiếp sống cũ, qua kiếp sống mới nó sẽ là tâm tục sinh. Sau tâm tục sinh nó sẽ có 16 cái tâm hữu phần, sau đó sẽ lộ ý môn sanh lên, nó sẽ là hướng ý môn, rồi đến 7 cái động lực nó sẽ rớt vào và hữu phần trở lại. Thì đó là ba cái lộ như vậy. Từ từ mình học sau hai cái lộ này thì như mình học trong chương thứ tư, và cái lộ này mình học trong chương thứ 5. Rồi bây giờ thì nói chức chịu sơ như vậy, bây giờ mình nói về chức năng. Chức năng á, thì nó có tất cả là 14 cái chức năng. Thì 4 cái chức năng bây giờ mình tính từ từ, ban đầu nó sẽ là tục sinh. Thứ hai á, là hộ kiếp hay là hữu phần. Thứ ba sẽ là hướng tâm. Thứ tư sẽ là thấy.
5 sẽ là nghe, 6 ngửi, 7 nếm, 8 là nghe thấy ngửi nếm đụng, 9 là nghe thấy ngửi nếm đụng rồi tiếp thâu, 10 là quan sát, 11 là đoán định, 12 sẽ là độc lực, 13 sẽ là nạp cảnh, và 14 sẽ là tử. Thì đó có 14 cái chức năng này, tất cả những cái tâm, tức là 121 tâm hoặc là 89 tâm đó, những cái tâm đó nó đều thực hiện một trong 14 cái chức năng này. 14 cái chức năng này thì nói là nó 14 chức năng, nhưng á thì nó là có 10 giai đoạn mà thôi. 10 giai đoạn mà thôi. Tức là 10 giai đoạn này, bởi vì là những cái chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này á, nó nằm trong cùng một giai đoạn. Nên tự nhiên mình thấy 15 cái chức năng nó nằm trong cùng một giai đoạn, thì cứ mình thấy 14 này, 14 cái chức năng này, bởi vì có 5 cái nó nằm trong cùng một giai đoạn, cho nên nó thành là 5 năng này nó nằm trong cùng một giai đoạn, cho nên từ đó mình mới có 10 giai đoạn này, như vậy. Okay. Hiểu không ạ? 10 giai đoạn tức là cái giai đoạn tục sinh, giai đoạn siêu khổ kiếp, giai đoạn hướng tâm, rồi sau đó cái giai đoạn nó gọi là cái giai đoạn của cái năm cái hiện tượng nghe thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, nó thuộc vào một cái giai đoạn. Cái giai đoạn tiếp theo sẽ là tiếp thâu, giai đoạn quan sát, giai đoạn đoán định, giai đoạn động lực, giai đoạn na cảnh và giai đoạn tử. Cho nên nó 10 giai đoạn như vậy, là bởi vì là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này là nó nằm trong một giai đoạn thôi, cho nên nó thành là 10 giai đoạn như vậy. Okay. Rồi rồi bây giờ mình bắt đầu đi qua từng cái chức năng một. Okay. Bây giờ cái chức năng trước hết là cái chức năng tục sinh, là Pratisandhita. Okay. Cái chức năng tục sinh này là nó kết nối hai kiếp sống với nhau, tức là mình đang nói với cái chỗ này nè. Nó kết nối hai kiếp sống với nhau, kiếp sống quá khứ và cái kiếp hiện tại. Tuy rằng mình nói rằng là nó kết nối hai kiếp sống với nhau, nhưng thật ra cái tâm này nó thuộc về cái kiếp sống mới nghe, chứ nó không có thuộc về cái kiếp sống sau trước. Đó, nó thuộc về kiếp sống mới, nhưng mà mình lại nói là nó kết nối hai kiếp sống với nhau. Thì cái tâm tục sinh này á, tục sinh, ok, nói cái chức năng trước thì chức năng này nó là kết nối hai kiếp sống. Đấy. Nhưng mà nó lại thuộc về kiếp sống sau. Đó, là mình phải hiểu như vậy. Rồi tiếp theo là cái chức năng hộp kiếp. Dạ, thưa thầy. Dạ. Yeah. Cái kết nối hai kiếp sống là nghĩa sao hả thầy? Tại sao dạ, nó nối cái kiếp sống cũ với kiếp sống mới. Cái chức năng của nó, cái nhiệm vụ của cái những cái tâm mà làm cái chức năng này là nó kết nối hai kiếp sống với nhau, nó nối lại với nhau. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình là kiếp người mà kiếp sau mình là kiếp thú thì nối làm sao thưa thầy? Dạ, tại vì phải nhờ có những cái tâm này nó mới nối từ cái kiếp quá khứ tới cái kiếp hiện tại. Tuy nhiên kiếp quá khứ làm người, kiếp sau làm thú thì nó cứ nối hai cái tâm nó lại thôi. Nó nối hai cái kiếp lại thôi. Dạ. Thì yeah. Nói là cái chức năng của nó gọi là kết nối, nhưng mà phải hiểu nó là thuộc vào cái kiếp sau, chứ nó không phải là không, mình đừng nghĩ là nó đứng ở giữa, mà nó thuộc về là cái kiếp sau. Nhưng mà yeah. Chức năng của nó lúc đó là nó nối với cái tâm cái kiếp trước và cái kiếp hiện tại. Yeah. Dạ, bởi vì thật sự nếu mà nói kỹ ra cái chữ sandhi có nghĩa là nối, pati có nghĩa là lại, tức là nối lại.
như vậy coi như là mình có mấy cái dòng sanh tử luân hồi là cứ cứ nối dõi Đấy, đi hoài cái dạ đây thấy chị thấy ngay chỗ này đó. Chỗ này là cái lộ này, cái lộ tự cận tử này. Thì sau này sau khi mà động lực này nó diệt đi một cái là tâm tử sanh lên. Tâm tử sanh lên thì sau cái tâm tử này mình nói là cái kiếp này kết thúc. Tâm tử cái mục đích thì mình lớp lát này mình sẽ nói là cái chức năng của cái tâm tử này là nó kết thúc cái kiếp sống này. Thì bắt đầu sau đó là cái tâm tục sinh này nó sanh lên, nó sẽ nối tiếp cái kiếp sống này với cái kiếp trước để cho không có cái sự giãn, không có cái sự giãn cách cách ngăn cách nào gì. Hai cái này trên cái này sanh vừa diệt, vì là cái này sanh lên thì nó nối ngay lập tức liền. Dạ, kính cảm ơn thầy. Rồi còn khổ kiếp này á, gọi là hữu phần đó. Vì hữu phần thì mình biết là cái này ăn gá, ăn gá. Cái chữ hữu phần về dịch sát một cái này là cái ăn gá có nghĩa là phần. Còn cái báo quá có nghĩa là sự hiện hữu đó, cho nên người ta mới dịch ra là hữu phần là như vậy. Khổ kiếp này bởi vì á, nó là nó duy trì đời sống. Nè, nó duy trì đời sống. Nó rất là quan trọng bởi vì mình biết á, khi mà không có những cái lộ tâm năng động sanh lên là mình phải cần có những cái tâm khổ kiếp này. Thì những cái tâm khổ kiếp này nó sẽ một trong những cái chức năng của nó là nó có tạo ra gọi là sắc sắc pháp cho tâm tạo. Thì nếu mà không có những cái này là nếu là lúc đó gặp không có sắc pháp sanh lên là coi như là rất là nguy hiểm. Những cái tâm này nó sanh lên nó tạo ra sắc pháp cho tâm tạo, nó mới duy trì, nó cũng cái duy trì cái thân xác của mình là như vậy. Chính vì vậy nó gọi là khổ kiếp như vậy. Mà có nhiều vị đó, những cái tâm này nó giống như những cái vùng đệm, những cái vùng đệm ở giữa những cái lỗ tâm năng động, nó là khổ kiếp là như vậy. Rồi cái hướng tâm, cái chức năng tiếp theo là cái hướng tâm. Hướng tâm này là nó là Awajjana. Cái này như có một lần mà nói là cái này chức năng của nó chỉ là để hướng cái dòng tâm thức đến cái cảnh mới. Thì mình sau này mình học kỹ, sau này lát này mình sẽ học đó, là nó có những cái tâm là có hai hai trường hợp, tức là hướng ngũ môn và hướng ý môn đó. Tức là trong cái trường hợp mà hướng ngũ môn thì nó sẽ hướng cái dòng tâm thức tới cái cảnh xuất hiện ở trong một trong năm cảnh ngũ, một trong năm ngũ cái ngũ môn. Còn cái hướng mà hướng ý môn thì nó sẽ hướng cái dòng tâm thức tới cái cảnh xuất hiện tại ngay ý môn. Cái chức năng của nó là hướng dòng tâm thức về đối tượng mới. Đó là hướng tâm, là chức năng hướng tâm. Rồi tiếp theo là mình thấy như là có các cái chức năng như là thấy này, nghe, ngửi, nếm, đụng. OK, đây. Thì mình biết như đây, những cái tâm này là chức năng là nó nhận thấy cảnh rồi xong rồi nó nghe âm thanh, nó ngửi hương, mùi vị rồi nó nếm, nó hửi cái hương, nó nếm vị và nó đụng chạm những cảnh xúc đó. Thì đó, những cái này là những cái chức năng đó, những cái tâm làm cái chức năng đó. Năm năm cái chức năng là như vậy. Rồi cái chức năng tiếp theo nó sẽ là tiếp thu. Tiếp thu thì là tiếp nhận đối tượng từ những cái tâm mà thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng, tức là tiếp nhận đối tượng. Rồi sau cái tiếp thu nó sẽ là quan sát. Quan sát tức là giống y như tại tên như vậy thôi, tức là nó quan sát, nó nhìn nhìn ngắm đối tượng. Rồi sau quan sát nó sẽ là đoán định. Đoán định này á, tức là nó xem là nó suy xét và nhận định đối tượng này là tốt hay xấu, nó là suy đoán và nhìn nhận. Là tốt hay xấu.
Rồi sau cái đoán định này thì là động lực. Động lực này á, là nó sẽ là những cái tâm mà nó làm việc ứng xử này, hoặc là nó hành xử này, nó tương tác với cảnh này, và cái vị của nó là tại tại cái điểm này nó mới thật sự trải nghiệm cảnh. Đó là cái chức năng của nó, tức là nó ứng xử, nó hành xử, nó tương tác với cảnh, và nó thật sự trải nghiệm cảnh. Đó là chức năng động lực. Nên tiếp theo là na cảnh. Na cảnh tức là nó ghi nhận cái hương vị còn dư sót của đối tượng. Bởi vì như mình biết sau này mình học là na cảnh nó chỉ sanh lên đối với trường hợp cái cảnh nó phải là cảnh rất lớn, tức là cái nó rất là rõ, cho nên cái hương vị của nó còn dư sót, cho nên những cái tầm nó sanh lên nó có như có chức năng là nó ghi nhận cái hương vị dư sót của đối tượng còn lúc đó. Và cái cuối cùng chức năng tử của nó là làm chức năng kết thúc đời sống. Đó là 14 cái chức năng của nó là như vậy. Rồi, dạ mọi người có hỏi gì không ạ? Dạ, dạ thưa thầy, cho hỏi là hình như có một lần thầy nói về cái tác ý khéo đó. Dạ. Thì như vậy cái tác ý khéo là nó thuộc về cái chức năng đoán định hay là động lực à? Dạ, tác ý khéo cái đó là không phải là một chức năng, mà những cái đó là nó liên quan tới cái chức năng động lực. Tức là tại lúc này á, nếu như mình có tác ý, bởi vì cái đoán định này nó sẽ nói cho biết là cái cảnh đó tốt hay xấu. Nhưng mà bây giờ sau rồi qua đó cái động lực này nó mới ứng xử. Thì tùy theo nhờ vào cái tác ý khéo đó, tuy rằng nếu như cái cảnh nó có thể là xấu đi, nhưng mà mình có tác ý khéo thì mình sẽ không có tham, không có sân sanh lên. Tức là lúc đó là cái chức năng của động lực thì nó nhờ vào cái tác ý khéo đó. Dạ. Cái tác ý khéo đó nó không phải là một cái chức năng mà nó có liên quan tới cái chức năng động lực này, mà tại nó sanh nó xảy ra trong cái gọi là mình qua trong cái giai đoạn này. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy. Dạ. Cái chức năng đoán định á, như tuy nhiên là tại sao mà cùng một cái câu chuyện đó mà có người nghe cái câu đó, câu chuyện đó thì lại giận dữ lên, có người thì bình thường không thấy gì là quan trọng hết. Thì tại sao mà cái tâm đoán định đó nó lại khác, giống như là nó phân tích là cái đo cho đối tượng đó là xấu cho cái người này, nhưng mà đối tượng đó lại là bình thường cho cái người khác. Cái chuyện mà chị nói, cái người mà xác định cái câu chuyện đó theo cá nhân á, cái nó đi qua tới cái động lực mất rồi. Còn cái đoán định này á, nó mình có thể gọi cái đoán định này nó là tức là objective, nó không có subjective. Cái đoán định này nó nói cái cảnh đó tốt hay xấu là không có phụ thuộc vào cái tư kiến của người đó. Tức là ví dụ như mình nói một cái âm thanh nó xảy lên một cái, âm thanh đó tốt theo cái quan điểm chung, thì cái đoán định này nó sẽ nói là âm thanh đó tốt. Còn theo cái quan điểm chung âm thanh đó là xấu thì nó sẽ nói là xấu. Còn khi mà qua tới cái động lực này rồi thì tùy theo người, người ta nói xấu thì cái xấu đó là theo quan điểm chung, nhưng đối với tôi cái đó không có xấu, thì cái đó là nó liên quan tới như chị Diệu Vân mới nói đó, tức là nó liên quan tới cái kéo tác ý. Dạ, do ý của mình rồi, cái đó là nó chuyên đề gọi là subjective, nó về chủ thể rồi, nó có hơi về cá nhân rồi. Còn cái động lực này, bởi vì như mình biết cái động lực, cái đoán định này á, là nó không phải là những cái tâm thiện và bất thiện, cho nên nó chỉ là một cách gọi là khách quan mà thôi. Tức là chưa có cái suy nghĩ cá nhân ở tại cái giai đoạn đoán định này. Dạ. Dạ, mình phải hiểu nó là như vậy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ.
Rồi, ok, bây giờ thôi, dạ, bây giờ cũng là 6 giờ rưỡi. Dạ, bây giờ thôi mình tạm dừng ở đây đi. Lần sau mình sẽ tiếp tục phân tích cái phần về về sự này. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn thầy. Dạ, xa, 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 xa. Thôi. Dạ, chúc mọi người được ăn vui. Dạ, kính nhắm anh thầy.